小麻烦，快让奶爸陪你玩，你的未来交给我承担。当亲妈，当保安，做一个快乐暖男，当时为你而勇敢。马不跑，就不站，发型造型都不管，摇滚必须摇到你喜欢。姐夫来，姐三满，为你把钱赚，想着美女靠边站。哎呀呀呀，奶爸军团唱一个月光弯，哎呀呀呀，你的成长有我不孤单。哎呀呀呀，奶爸军团组成一把伞，盛开就是一片天蓝蓝。哎呀呀呀，奶爸军团唱一个星星闪，哎呀呀呀，这个画面太美不敢看。哎呀呀呀，奶爸军团组成一条船，开向那一片海蓝蓝。Bộ phim Ông bố bỉm sữa tập 21. Ngon thật đó. Ngon hả? Canh này ngon phải không? Không tồi chứ. Con biết trong này có gì không? Không được nhè ra. Nuốt xuống. Nuốt xuống. Ba mẹ tha cho con có được không? Lúc nào sinh cháu cho mẹ thì mẹ tha cho con. Mẹ, con có chuyện cần nói với mẹ. Theo con vào phòng nha. Con à, có chuyện gì thì cứ nói ở đây. Có phải người ngoài ở đâu mà ngại. Đều là người già cả thôi. Đúng vậy. Chuyện riêng phải về phòng nói. Anh chuột, chuyện này sớm muộn mọi người đều biết. Hay là cứ nói cho mọi người đi. Ba mẹ, đứa bé đó bọn con không sinh được đâu. Đang yên đang lành sao lại không sinh được? Anh ấy có bệnh. Cái gì? Nó bệnh gì? Bệnh gì vậy? Tự anh nói đi. Con bị mắc bệnh vô sinh, không thể chữa được. Những ngày gần đây, Tiểu Hồng vẫn luôn cùng con đi khám bệnh. Thuốc cũng đã uống không ít, nhưng không thấy chuyển biến gì. Con trai, người con to khỏe như vậy, đâu có giống bị bệnh. Là bị hỏng bên trong, bên ngoài không nhìn ra được. Đó là con nói. Còn bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói bệnh này của con cần phải điều dưỡng. Điều dưỡng tầm 8 đến 10 năm, chưa biết chừng sẽ có chuyển biến tốt. Mẹ không hề tin lời con nói. Tiểu Hồng, con nói với mẹ đi. Mẹ tin con. Rốt cuộc là chuyện gì? Thật đó mẹ. Thật ra anh chuột mắc bệnh này đã nhiều năm rồi. Vì bố mẹ sốt ruột muốn bế cháu nên anh ấy không dám nói sự thật. Anh ấy cũng sợ làm lỡ dở con nên trốn tránh, không dám kết hôn với con. Đã bao nhiêu năm rồi? Mẹ, cũng không cần quá lo lắng. Bệnh này cũng không phải hoàn toàn không chữa khỏi được. Lát nữa chúng ta đi khám bác sĩ, xem bác sĩ nói thế nào. Còn phải khám nữa hả? Đang yên, đang lành, sao lại mắc cái bệnh này chứ? Bà đừng có sốt ruột. Bác sĩ cũng nói đâu phải là không chữa được, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta đợi thêm vài năm nữa. Chúng ta có thể đợi. Vấn đề là Tiểu Hồng có đợi được không? Thêm 7-8 năm nữa thì nó bao nhiêu tuổi rồi? Không sao đâu mẹ. Cứ chữa khỏi bệnh của anh chuột đã. Chuyện của con để sau này hãy nói nha. Được rồi, không sốt ruột, cứ từ từ. Đi nào. Gì vậy, kéo cái gì vậy, để tôi tự đi. Anh làm gì vậy? Chuyện vừa rồi là thế nào? Vì bác sĩ đó tôi không quen. Anh ta cũng chẳng quen tôi. Sao lại nói rõ ràng như vậy? Bác sĩ Lý là học viên của tôi. Gần đây tôi giúp anh ấy gầy được hơn 7 cân, cho nên mới nhận lời giúp tôi chuyện này đó. Cô giỏi lắm, đã giúp tôi một tay. Không phải là tôi giúp anh, là tôi quả thật không muốn thấy cô chú Uông lo lắng vì chuyện này. Vậy thì cô phải nói trước với tôi chứ.
Cô hại tôi cả đêm qua không ngủ được. Con chuột kia, cô chú Uông đối xử với tôi như con gái ruột. Tôi thật sự không muốn lừa họ nữa. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Được. Cao Hàng, lấy được chứng minh thư của Vu Bác chưa? Tối qua tôi về nhà muộn quá. Anh mau lên, ông Vu lại sắp ra ngoài rồi. Nếu không phải đi xem nhà thì lại gặp vợ cũ. Trước lúc đi ông ấy còn chơi bài ngửa với tôi, nói căn nhà đó nhất định phải mua, là ông ấy nợ hai mẹ con họ. Mấy hôm nữa tôi sẽ mở công ty, tiêu hết khoản tiền này dưới danh nghĩa của công ty. Tiền này mà để ở nhà, đến cuối cùng một xu cũng chẳng còn nữa. Tiểu Mẫn, tôi thấy cô làm thế này không ổn đâu. Cô vượt ngàn dặm xa xôi lấy người ta thì phải một lòng một dạ, hạ tấp phải vì tiền mà làm ra thế này. Tôi làm thế này là vì bản thân tôi sao? Tôi làm thế này hoàn toàn là vì Tiếu Tiếu. Ông ta nhiều tiền như vậy, tôi chẳng phải dùng vào chỗ thích đáng sao? Nhưng mà, đừng nhưng mà nữa. Nếu anh có chút bản lĩnh thì tôi phải đi đến bước đường này hay sao? Giờ anh đóng giả làm người tốt trước mặt tôi cũng không kịp nữa. Đặt xuống, cẩn thận đó. Lãnh đạo cục đến thị sát công việc, mau lên, đều lại đây. Lại đây. Cục nào vậy? Nghe nói mới nhậm chức, đứng im nào. Cục trưởng. Cục trưởng, mấy người này đều là cốt cán của phòng kỹ thuật. Đây là kỹ sư Trương, đây là kỹ sư Triệu, đều đến xưởng chúng ta mười mấy năm rồi. Đây là kỹ sư Cao, nhân tài đầu tiên mà xưởng chúng ta tuyển vào đó. Mọi người vất vả rồi. Vất vả rồi. Vất vả rồi. Cảm ơn lãnh đạo. Xưởng trưởng, có người bên cục công thương đến, muốn tìm anh Cao. Cục trưởng đang ở đây, bảo họ đi đi. Nhưng anh ta đã vào rồi. Xin hỏi ai là chủ quầy cửa hàng số 0321 ở chợ đêm phía đông? Là tôi. Theo quần chúng phản ánh, quầy hàng của anh dùng hàng quá hạn biến chất. Chúng tôi đã niêm phong quầy hàng. Giờ mời anh theo chúng tôi về cục để điều tra. Dân, sao vậy? Xin lỗi cục trưởng. Xin lỗi xưởng trưởng. Làm gì thế này? Làm thêm bên ngoài thôi cũng không nói nữa, còn dùng thực phẩm biến chất nữa. Đúng là quá quan đường mà. Cục trưởng, chuyện này tôi sẽ giải quyết triệt để. Không cần giải thích với tôi nữa. Mọi người giải tán đi. Quay về làm việc. Sao lại tới đây? Đồng nghiệp của anh gọi điện cho tôi nên chúng tôi vội chạy tới đây. Cao Hàng, anh không gặp rắc rối sớm hay là muộn lại đúng vào lúc này. Anh Trương, làm phiền anh rồi, còn mất công đi một chuyến. Thật ra cục công thương vừa tới, tôi đã biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn này. Lãnh đạo cục tới thì sát ở ngay trước mặt lãnh đạo cục và xưởng, người của cục công thương lại tới đưa anh đi. Anh vừa mới đi thì quyết định xử phạt của xưởng đã có rồi. Xử phạt thế nào? Đuổi việc. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Chúng tôi bán hàng cũng là ngoài giờ làm việc, có ảnh hưởng đến công việc đâu. Đúng vậy, nhưng lãnh đạo cục trực tiếp chỉ đạo, không nể tình một chút nào. Sáng sớm mai sẽ thông báo ở toàn xưởng. Phiền anh về nói lại với xưởng trưởng Vương. Ngày mai tôi sẽ đến làm thủ tục. Chuyện này sao lại thành ra thế này chứ? Chủ quầy hàng chính là anh ta, ở đằng kia. Xin lỗi, lại lỗ của tôi. Đừng tầm quanh biến chất rồi hả? Các người muốn gì? Tránh ra cho tôi. Sáng sáng. Ai bảo bán đồ ăn biến chất? Không có lương tâm. Sáng. Sang, tỉnh rồi hả? Cảm giác thế nào? Có thấy hoa mắt, chóng mặt không? Ê, đừng ngồi dậy, nằm yên đó. Anh không bị thương chứ? Tôi không sao.
Người ta vung nắm đấm tới, sao cô lại đỡ chứ? Cô đỡ làm sao nổi? Thà tôi bị thương còn đỡ hơn là cô bị thương. Lúc đó tình hình nguy cấp, tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Tôi thấy họ xông tới anh thì tôi liền chặn lại. May mà anh không bị thương. Cô thật là ngốc. Thà bị người ta đánh là tôi, còn hơn là cô bị tổn thương. Chú Cao định hôn mình sao? Thật không vậy? Nhanh vậy sao? Mình nên nhắm mắt hay là mở mắt? Phải làm sao đây? Nhắm mắt hay là mở mắt đây? Tới rồi. Mình Trang Sang, không sao chứ? Chỗ nào không thoải mái? Để tôi gọi bác sĩ nha. Không sao đâu chú Cao. Chuyện công việc của anh thế nào rồi? Mất mặt quá đi. Cô đừng lo lắng gì chút chuyện đó nữa. Bác sĩ nói cô bị chấn động não nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều. Trúng cú đấm đó, không bị thương nặng đã tốt lắm rồi. Sau này không được làm chuyện ngốc nghếch nữa, biết chưa hả? Bác sĩ bây giờ cứ thích nói quá mọi chuyện lên. Tôi chỉ thấy hơi nặng đầu một chút thôi. Vậy còn... không sao mà. Còn nói không sao. Mau nghỉ ngơi đi, tôi ở cùng với cô. Vậy vẫn giống như lần trước nha. Đúng, giống như lần trước. Nghỉ ngơi đi. Nhắm mắt vào. Không biết từ lúc nào tôi sợ thấy cô bị thương, càng sợ cô vì tôi mà bị thương. Tôi muốn mãi mãi bảo vệ nụ cười của cô, nhưng lại sợ mình không có tư cách đó. Chữa thế nào rồi? Tôi thấy là cậu làm mãi không xong. Nè, cẩn thận một chút. Xe tôi đắt lắm đó. Anh ơi, bên cạnh có chỗ nghỉ ngơi, anh ngồi nghỉ một chút đi. Nếu giờ tôi mời đi, cô nhân lúc tôi không ở đây lén đổi linh kiện của tôi sao? Đến lúc đó thì tôi biết tìm ai đây? Chỗ chúng tôi là nơi sửa xe đàng hoàng, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó. Kệ anh ta đi. Chỗ này vặn chặt cho tôi. Alo, Đông Dương. Cái gì? Sang Sang bị thương phải vào viện. Sao nói đi là đi ngay? Xe của tôi thì làm thế nào? Thật là. Chào anh, có thể tìm giúp tôi một bệnh nhân tên là Cao Hàn, chắc là bị thương nhẹ do người khác đánh. Nhờ. Được, chờ một chút. À, cảm ơn. Ê, tôi không cần nữa. Cao Hàn, anh bị đánh vào đâu? Có sao không? Tôi xem nào. Tôi không sao. Tôi không sao. Sao anh biết mà tìm đến đây? Tôi đến quầy đồ nướng, họ nói quầy của anh bị cục công thương niêm phong rồi, do bán hải sản quá hạn. Sau đó anh bị người ta đánh, tôi liền vội đến bệnh viện. Tôi không sao. Nhưng đáng tiếc do quầy hàng đã bị tịch thu, không bán tiếp được, còn bị phạt 2 vạn đồng. Vậy lúc nào họ niêm phong cửa hàng của tôi? Liên quan gì đến anh? Tôi cung cấp hàng cho anh mà. Hải sản biến chất là tôi đưa cho anh. Như vậy cửa hàng của tôi chắc chắn. Tôi không hề nhắc đến anh với cục công thương. Anh không nói với cục công thương hàng là do tôi cung cấp cho anh sao? Họ có hỏi tôi nguồn hàng ở đâu, nhưng mà tôi không nói. Chỉ nói là do tôi bảo quản không tốt, tự mình làm hỏng. Cao Hàn, đúng là anh với tôi không còn gì để nói nữa. Tội gì cũng tự mình gánh lấy. Anh bị phạt 2 vạn đồng đúng không? Đừng lo, 2 vạn đó tôi sẽ trả cho anh. Được rồi, quay về chúng ta tìm chỗ khác mở cửa hàng. Chuyện này để sau, anh mau về đi, đừng để chị dâu lo lắng. Chuyện này anh và tôi biết trong lòng là được rồi, tránh để chị dâu kêu ca. Chu đáo, đáng tin, chuyện gì cũng nghĩ thay tôi. Vậy tôi đi về trước đây. Đi đi, tôi đi lâu quá chị dâu anh sẽ nghi ngờ. Như vậy nha, tôi đi trước đây. Ừ, đi đi.
Chú Cao à, vậy rồi sao? Đi mua cho cô chút cháo. Đói rồi chứ? Tôi ngủ bao lâu rồi? Ngủ hết một buổi chiều rồi. Nào, ăn cháo đi. Ê, nằm yên. Tôi không ngồi dậy thì ăn kiểu gì? Đợi một chút, đừng có cử động. Đừng cử động. Thế này cũng ăn được mà. Để tự tôi làm. Cô là bệnh nhân, hơn nữa còn vì tôi mới bị thương. Nào. Cô y tá, xin hỏi phòng bệnh của quan Sang Sang ở đâu? Phòng 502 ở bên kia. Được, cảm ơn. Sang. Lão Tam. Đại ca. Sang Sang, cô không sao chứ? Không sao. Sao anh lại tới đây? Đông Dương gọi điện cho tôi, nói là cô bị thương. Tôi liền tới đây luôn. Sang Sang, rốt cuộc cô bị làm sao? Sang Sang. Sang Sang. Ở đây cả hả? Bà cô của tôi, cô làm sao vậy? Lão đại gọi cho tôi còn tưởng nói đùa. Nhỏ thôi. Lão đại, người bị ngộ độc thế nào rồi? Tôi đi thăm rồi, họ không sao. Không sao thì tốt. Vậy đơn vị anh nói thế nào? Có bị ảnh hưởng không? Không có chuyện gì lớn. Tôi sẽ tự nghĩ cách kiếm sống. Chú Cao cũng không sao đâu. Vậy là ý gì? Lão đại, anh bị đơn vị cho nghỉ việc rồi hả? Lãnh đạo mới nhậm chức, ngày đầu tiên tới khảo sát đã gặp ngay phải chuyện này. Nếu tôi là xưởng trưởng cũng phải làm như vậy. Thật ra tôi cũng không có gì oan ức, chỉ là nghĩ đến việc rời đi thì không nỡ thôi. Năm xưa khi mới đến đơn vị, nhiệt huyết rất là dâng trào, muốn nghiên cứu, muốn sáng tạo, muốn báo đáp cho xưởng. Ai ngờ mơ mơ hồ hồ ở đó mười mấy năm rồi. Cái gì mà nghiên cứu, sáng tạo, tất cả đều chất đống trong nhà kho thành phế phẩm. Giờ đến phút cuối cùng rồi, không giữ được. Lớn tuổi rồi, thật là mất mặt. Ai nói trong nhà kho đều là phế phẩm? Tôi thấy thật ra anh rời khỏi chỗ đó cũng là một chuyện tốt. Có thể đây là một cơ hội. Người tài giỏi như anh, chưa biết chừng sẽ gặp được quý nhân, sau đó thỏa sức tung hoành, không hãm hại được. Có phải không? Sang Sang nói quá đúng. Con người tôi không thích ở một chỗ quá lâu, sẽ thấy rất là buồn chán. Huống hồ người có bản lĩnh như anh, tìm công việc mới là chuyện quá đơn giản. Có phải không Lão Tam? Đã đến giờ kiểm tra, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mời mọi người ra ngoài. Được, cảm ơn. Ăn hết cháo đi, cẩn thận nóng. Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi. Tạm biệt nha. Chú Cao, ngủ chưa vậy? Có
Vừa về đến nhà, cô ngủ sớm đi. Bác sĩ nói theo dõi thêm một đêm, mai có thể xuất viện rồi. Tôi nhớ anh rồi. Tôi nhớ Đô Đô rồi. Cô nhắm mắt vào ngủ đi. May là được gặp Đô Đô rồi. Đô Đô, Trăng Sáng, có nhớ gì không Đô Đô? Đúng rồi, Lão Đại, sáng nay đơn vị của anh gọi điện đến, nói anh phải đến đó một chuyến. Được, tôi biết rồi. Chú Cao, tôi đi cùng với anh nha. Không cần, bác sĩ nói cô nghỉ ngơi nhiều vào. Đi làm thủ tục, tôi sẽ về nhanh thôi. Nghỉ ngơi đi. Tâm trạng của Lão Đại không tốt. Sao tâm trạng Sang Sang cũng không tốt vậy? Lão Tam về rồi hả? Tâm trạng cậu ta cũng không tốt. Cả nhà này làm sao vậy? Buồn tập thể sao? Vẫn là Đô Đô thích nhất. Chơi với chú nha. Chào. Chào. Cao Hàn. Chào. Giờ là giai đoạn đặc biệt. Thưởng trưởng nói rồi, phát hiện ra ai cùng làm thêm với anh ta thì đuổi hết. Nghiêm trọng đến vậy sao? Còn không phải ư, mau tránh ra đi. Chào. Mọi người cứ làm đi, tôi tự dọn dẹp là được. Đi thôi anh Triệu, mau nộp bản vẽ lên. Đúng, đi nộp bản vẽ. À, đi trước đây. Sang Sang tập hợp mọi người để họp. Sao chúng ta ở đây mà cô ấy thiệt không? Lão Tam, cậu nói xem, cô ấy muốn gì? Hai người đều ở đây hả? Sang Sang đâu? Không phải mọi người đi dạo phố ư? Sao đã về rồi? Sang Sang gọi điện cho Tiểu Hồng, nói là có việc gấp, cho nên ba mẹ cũng về theo. Sang Sang đang định làm gì vậy ta? Cô ấy đâu rồi? Tôi tới rồi đây. Nào, mỗi người một chiếc băng đô. Cái gì vậy? Tôi còn chuẩn bị băng rôn. Lát nữa chúng ta căng ở dưới sảnh. Chuyện này nghĩa là sao?
Chẳng phải chú Cao thất nghiệp rồi sao? Làm việc ở xưởng cả nửa đời người. Bây giờ không những mất đi công việc chính mà nghề phụ cũng bị thu giấy phép rồi. Tôi sợ anh ấy không chịu nổi nên tôi đã chuẩn bị băng rôn này. Lát nữa mọi người cùng căng ở dưới lầu để động viên anh ấy. Như vậy được không? Nói anh ấy cố lên nha. Hay đó, ý này hay. Ý này hay đó. Cao Hàng! Cao Hàng! Anh Trương, tôi tưởng anh cũng tránh tôi. Chúng ta quen nhau mười mấy năm rồi. Tôi là loại người đó sao? Tôi đến kho lấy cho cậu cái này. Thứ gì vậy? Đây là tập bản vẽ của cậu khi mới vào xưởng, là kiệt tác của cậu. Đáng tiếc ở xưởng chúng ta không có đất dụng võ. Tôi cũng tìm nó rất lâu rồi. Hóa ra vứt ở trong kho. Còn cái này nữa, bằng sáng chế của tôi. Đây là kết tinh tâm huyết của cậu. Tôi đặc biệt tìm cho cậu. Nhưng sau này chắc không dùng đến nữa. Trên con đường khởi nghiệp của cậu sau này, chưa biết chừng sẽ gặp được quý nhân, có thể sẽ dùng đến. Cảm ơn. Cao Hàng à, dựa vào trí tuệ và năng lực của cậu, hoàn toàn có thể tạo ra một chân trời mới. Anh Trương à, từ ngày đầu tiên tôi tới đơn vị cho tới bây giờ, anh đều chỉ dẫn giúp đỡ tôi giống như một người thầy. Tôi cũng gây rắc rối nhiều cho anh. Giờ phải đi rồi, tôi cũng không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Vậy tôi sẽ làm giống như đồ tệ tạm biệt sư phụ, nhận một lạy của tôi. Đừng như vậy, ngày tháng của chúng ta còn dài. Giữ liên lạc nha. Cậu gặp khó khăn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố hết sức. Nhất định rồi. Vậy tôi đi đây. Tôi đi nha, đi thông thả. Cao Hàng cố lên. Cao Hàng tất thắng. Chúc mừng Cao Hàng nghỉ hưu sớm. Cao Hàng cố lên. Cao Hàng tất thắng. Chúc mừng Cao Hàng nghỉ hưu sớm. Mọi người làm gì vậy? Chú Cao, chẳng phải anh được nghỉ hưu sớm sao? Chuyện lớn thế này sao có thể để một mình anh chịu đựng chứ? Anh á là tuyệt nhất. Anh luôn ở trong lòng của chúng tôi. Tôi nhất định cho cả thế giới biết anh không chỉ có một mình. Người anh em, đừng quá đau lòng. Trên đời này không có chuyện gì không thể vượt qua. Cậu xem, con trai tôi không sinh được cháu cho tôi, nhưng tôi vẫn vượt qua được, có phải không? Đúng vậy, người ta nói tìm vợ thì khó. Công việc thì ngày nào cũng có, hôm khác đi tìm việc tốt hơn. Đúng vậy, Cao đại ca, nhất định không được nản lòng. Ngày mai nhất định sẽ có hy vọng. Đừng bỏ cuộc, cố lên. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Ba ơi, cố lên, ba là tuyệt nhất. Chú Cao, anh sẽ không trách tôi tự tiện quyết định chứ? Lúc vừa nhìn thấy, đúng là tôi thấy sợ. Nhưng tiếp sau đó lại thấy vui vẻ và rất là cảm động. Có nhiều người như vậy ở bên tôi, ủng hộ tôi thấy rất là vui. Cảm ơn cô. Vui thì tốt. Ba, mẹ, vẫn nên về chỗ con ở thì hơn. Giường cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cứ ở chỗ Cao đại ca không phù hợp, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, gây phiền phức cho con rồi. Ba mẹ ở đâu cũng được, chuyển về cũng được. Đợi một lát. Mọi người quyết định như vậy đã hỏi ý kiến của con chưa? Mã bánh nướng, đây là ba mẹ cô hay là ba mẹ của tôi? Thủ tài, sao con lại nói với Tiểu Hồng như vậy? Con, đều là chúng ta có lỗi với Tiểu Hồng, làm nó lỡ dở bao nhiêu năm. Con trai, con nói xem bệnh gì không mắc, lại phải mắc bệnh này chứ. Tiểu Hồng, hoa bách hợp đại diện cho tình yêu thuần khiết của anh đối với em. Anh tuổi con ruồi hả? Sao đuổi mãi không đi vậy? Đây là ai? Bác trai bác gái. Cháu là Hà Vũ Văn, rất vui được gặp hai bác.
Buông tay ra. Thần kinh đó, mặc kệ đi. Cậu là gì của Tiểu Hồng? Cháu là người theo đuổi cô ấy. Cháu rất là thích cô ấy. Không, cháu yêu cô ấy. Đi mau đi mau, anh ta bị thần kinh đó. Tôi nói cho anh biết, tôi không hợp với anh. Tiểu Hồng, anh thích em. Cho dù em có từ chối cả ngàn vạn lần, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Tiểu Hồng, anh muốn cả thế giới đều biết anh yêu em. Anh yêu em mãi mãi. Mãi mãi. Mình có thể cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi. Mình đã yêu rồi. Chú Cao, uống chút nước bổ sung năng lượng. Cảm ơn. Đây là gì vậy? Bằng sáng chế. Bằng sáng chế. Người phát minh Cao Hàng. Người phát minh Cao Hàng. Người phát minh Cao Hàng. Chú Cao, anh có nhiều bằng phát minh thế này mà phải làm việc sao? Dựa vào số bằng này, anh cũng đủ sống cả đời rồi. Những thứ này đâu có đáng tiền. Đều là từ trước kia. Khi đó, phí xin cấp bằng đúng là tốn không ít. Nhưng đều chưa đổi lại được một xu nào. Chỉ là mấy tờ giấy thôi. Đó là vì anh chưa biết quảng cáo thôi. Tôi thử rồi. Trước khi tôi đem những thứ này gọi điện cho từng công ty, gửi tài liệu, triển lãm cũng đi không ít. Nhưng chẳng ai coi trọng cả. Vậy sao anh không thử lại? Không cần thử nữa, phí cả công thôi. Thế này đi, sau này tôi sẽ là người đại diện cho các sáng chế này của anh được không? Được. Tôi chỉ sợ sau này cô sẽ dở mộng mà thôi. Đừng quên là tôi đã học gì nha. Làm mấy việc này quá là đơn giản. Được rồi, không nói nữa. Tôi mang những thứ này về nghiên cứu đã. Mang tiền của ông về đi. Đừng làm phiền tôi nữa. Vào đi. Uống bia mà không rủ tôi sao? Nào. Ba tôi về rồi. Ông ấy nói muốn mua cho tôi một căn nhà thật là lớn. Ông ấy căn bản không hề biết tôi cần gì. Đúng vậy. Đúng là ba cậu không biết cậu cần gì. Nhưng cậu đã từng nói cho ông ấy là mình cần gì chưa? Tôi muốn ông ấy ở bên tôi, ở bên mẹ tôi. Tôi muốn cả gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ. Đúng vậy. Chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Tại sao không nói cho ông ấy biết? Nói cho ông ấy sao? Sao tôi có thể chứ? Giờ ông ấy đã kết hôn rồi, có gia đình riêng của mình rồi. Những gì mà tôi muốn, ông ấy không bao giờ có thể cho tôi. Nào. Tiểu Hồng. Nữ thần Tiểu Hồng của anh. Em cứ thử thách anh đi. Trái tim anh tan nát vì em. Thế giới của anh vỡ vụn vì em. Anh trai à, sao vẫn chưa đi vậy? Tôi muốn về nhà. Anh yêu em, Mã Tiểu Hồng. Đời này dù phải chết, anh cũng nhất định phải chết trong vòng tay của em. Anh yêu em. Tiểu Hồng, người họ Hà này với con là quan hệ gì? Quan hệ gì cũng không có. Không phải là con nói rồi sao? Anh ta bị thần kinh. Anh ta bị bệnh. Vậy sao cứ luôn mồm nói thích con vậy? Ba mẹ đợi đây. Con xuống đó một chút. Làm gì vậy? Đừng cãi nhau nha. Cái con bé này. Tôi thấy người họ Hà đó theo đuổi Tiểu Hồng dữ lắm. Vậy bà muốn làm gì? Tôi có thể làm gì chứ?
Con trai chúng ta bây giờ không phải chẳng ra làm sao ư? Chúng ta không thể làm lỡ dở Tiểu Hồng. Tôi thấy họ Hà đó tướng mạo cũng được. Nếu Tiểu Hồng có thể ở cùng cậu ta, vậy cũng là một chuyện tốt đó. Tôi phải thay con thử thách cậu ta xem sao. Như vậy được không? Cũng đành vậy thôi. Chúng ta không lấy được con dâu thì kiếm con rể cũng tốt mà. Nói đúng lắm. Kiếm con rể. Bà đi đâu vậy? Bà ra sẽ gặp phải chúng đó. Ông ngốc hả? Tầng dưới có cửa sau. Anh đã đủ chưa vậy? Tặng cho em. Anh có đi không? Không đi. Nhìn xem, bao nhiêu người đều đang nhìn tôi. Anh bảo tôi sau này còn mặt mũi nào sống ở đây? Họ đều là nhân chứng cho tình yêu của chúng ta. Anh Tiểu Hồng, có họ chứng kiến tình yêu của chúng ta, em cứ yên tâm. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, không phụ bạc em. Em hãy tin anh. Anh biết cuối cùng em sẽ không nỡ hất dầu anh mà. Anh tha cho tôi có được không? Tôi thật sự không có thích anh mà. Nhưng anh thích em. Anh nói lại xem. Tôi là một cô gái nhà quê lại thua lỗ, ngoại hình cũng xấu. Anh nói xem thích tôi ở điểm gì? Sao em lại nói như vậy về mình? Em là người ngây thơ lương thiện không giả tạo, khác với mọi cô gái anh từng gặp. Em hãy thử thách anh đi. Có lẽ anh khác với mọi người đàn ông mà em đã từng gặp đó. Anh muốn cùng với em xây dựng gia đình. Nhìn thấy chưa? Tôi thích người đàn ông mạnh hơn mình. Đợi anh tập được đòn này, tôi sẽ suy nghĩ về việc thích anh. Thật là đáng sợ. Cô ấy thích người đàn ông mạnh mẽ. Tốt quá rồi. Cuối cùng mình đã tìm ra sách lược tình yêu rồi. Mã Tiểu Hồng, anh nhất định sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ, có thể bảo vệ được em. Hãy đợi anh. Nhất định anh sẽ làm được. Này chàng trai, bề ngoài cũng được đó, tướng mạo đường đường. Bác là... Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi là người nhà của Tiểu Hồng. Chào bác gái. Chào cậu.